Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba ngày 6 tháng 3 năm 2018. Đến với chương trình của Morning Washington DC gồm có phần 1 là tin quan trọng và tin đặc biệt về vũ khí Hoa Kỳ. Trong phần 2, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phỏng vấn hai thành viên hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa do Võ Thành Nhân thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin quan trọng. kể từ khi chiến tranh kết thúc. Đây là lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đã ghé cảng Việt Nam vào hôm thứ Hai, năm tháng 3, 2018. Sự kiện này cho thấy các hành động khiêu khích sẽ chỉ khiến Trung Quốc ngày càng có nhiều thù địch hơn trong sự thay đổi bối cảnh địa chính trị khu vực. Tàu Kho sẽ neo đậu tại Đà Nẵng, một thành phố cảng trung tâm của Việt Nam và là một mốc địa danh lịch sử khá quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Đô đốc John V. Fuller, chỉ huy nhóm tác chiến của USS Covinson chia sẻ, đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đã không xuất hiện tại Việt Nam hơn 40 năm qua. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ cùng Hoa Kỳ thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực. Đây là chuyến thăm đầu tiên với sự hiện diện quân sự lớn nhất bao gồm 5.500 thủy thủ của Covinson, kể từ khi Hoa Kỳ rút lui khỏi Việt Nam năm 1975. Trong chuyến thăm viếng 4 ngày, một phái đoàn sẽ đến thăm trại trẻ Mồ côi, một trung tâm nạn nhân chất độc màu da cam. Các thủy thủ cũng sẽ chơi bóng rổ và đá bành giao hữu với Việt Nam. Trong tháng qua, Covinson đã từng tra trên biển Đông, một tuyến đường hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới. Sáu chính phủ đã tuyên bố chủ quyền trong vùng lãnh thổ này, đặc biệt đối với Việt Nam trong những năm gần đây. Trung Quốc đã gia tăng các hành động khiêu khích như mở rộng, cải tạo các hòn đảo, đá, sạn săn hô, kiểm soát các hòn đảo nhân tạo và xây cất, căn cứ quân sự trong vùng lãnh thổ tranh chấp. Theo các chuyên gia nghiên cứu thuộc chương trình Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington cho hay, chỉ trong năm 2017, Trung Quốc đã xây dựng các trụ sở hành chính và quân sự chiếm khoảng 72 mẫu, tương ứng với 290.000 m2 trong vùng tranh chấp. Bom Sisslon kéo theo gió mạnh, mang tuyết và lũ lụt đến miền Đông Bắc, khiến nhiều người chết. Gió bão tàn phá các tiểu bang thuộc bờ đông Hoa Kỳ hôm thứ Sáu. Cơn bão đã di chuyển xa hàng trăm miles ngoài mile bờ biển vào thứ Bảy, nhưng hậu quả để lại là những trận lụt do thủy triều lên cao ảnh hưởng khu vực từ Maryland đến Maine. Các nhà khoa học gọi cơn bão này là bom xích một cái tên thích hợp, thể hiện những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão gây ra hôm thứ Bảy. Nhà khí tượng học Patrick Burke thuộc Trung tâm Dự báo Thời tiết NOAA cho biết cơn bão thực chất là một hệ thống áp sức mạnh, tăng nhanh chóng do đó gây ra gió mạnh như chúng ta đã chứng kiến. Cơn bão di chuyển 70 mai một giờ vào thứ Sáu. Đỉnh điểm lên đến 93 mai một giờ tại Banastable, Massachusetts. Có ít nhất 9 người thiệt mạng. Tại Pullman County, New York, cảnh sát cho biết một cậu bé đã chết hồi hôm thứ Sáu vì cây cối xung quanh đã đổ sập vào nhà cậu. Tại Chesterfield County, một cậu bé 6 tuổi nằm ngủ trên giường cũng đã bị thiệt mạng vì cây cối đổ vào nhà. Theo tờ Associated Press, Tất cả những người thiệt mạng đều do cây cối, cây xa. The Power States US, cơn bão cũng đã gây mất điện, khiến 2 triệu người phải chịu lạnh giá và tối tăm, chủ yếu ở khu vực Pennsylvania, Massachusetts, New York, Maryland và Virginia. Hàng ngàn chuyến bay đã bị hủy bỏ hoặc tạm hoãn hôm thứ Sáu. NWS nói, bờ biển dễ bị tàn phá bởi những đợt sóng cao do thủy triều. Theo báo cáo của The Boston Herald cho biết, thủy triều 14 feet đã trút nước xuống Blue Lines Aquarium Station và các con sóng đã trang vào đường phố trên các hiên trước nhà hàng. Như báo cáo của CBS Boston, Quincy cũng bị thiệt hại nặng nề hôm thứ Sáu. Quincy gần như bị chìm ngập trong nước. Hơn 100 người đã phải chờ cứu lục. Khoảng 15 mai về phía nam CCOT cũng đang bị ngập lụt. Ông Burke cho biết, ngoài mưa gió, cơn bão cũng mang tuyết đến nhiều khu vực khắp Trung và Nam New York. Tuyết rơi dày từ 1 đến 3 feet. Để tiếp tục chương trình, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về vũ khí Hoa Kỳ do Thanh Trang thực hiện. Vũ khí laser thế hệ tiếp theo của Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiên phong cho lĩnh vực sản xuất vũ khí laser công suất cao. Hải quân Hoa Kỳ đã ký một hợp đồng trị giá 150 triệu đô la với công ty Lockheed Martin để phát triển, chế tạo hai phiên bản vũ khí laser mới dùng cho các tàu khu trục. Hệ thống vũ khí laser mới này còn được gọi là hệ thống kiểm soát laser quang năng công suất cao Helios, có thể tích hợp ba chức năng riêng biệt. Thứ nhất, loại laser này sẽ có công suất tầm 60 đến 150 kW, đủ để vô hiệu hoặc phá hủy các tàu nhỏ hay máy bay không người lái của quân đội. Thứ hai, nó có thể sử dụng hệ thống quan học để thu thập thông tin tình báo, giám sát, dò thám một khu vực rộng lớn xung quanh tàu thuyền và truyền tin về hệ thống radar Aegis Combat System của tàu khu trục. Chức năng thứ ba Loại thiết bị này có khả năng gây nhiễu cảm biến hoặc camera của máy bay không người lái, nhưng không phải để tiêu diệt chúng mà chỉ có mục đích khiến đối phương nhầm lẫn. Martin Rothafal, một chuyên gia về vũ khí laser của Lockheed chia sẻ: "Đây là giai đoạn đầu tiên chúng tôi có thể áp dụng các nghiên cứu khoa học, kỹ thuật để tạo ra một hệ thống vũ khí laser thực sự và được bố trí trên các con tàu của Hải quân Hoa Kỳ." Đây cũng là giai đoạn đầu trong chương trình Surface Navy Laser Weapon System, một dự án của Hải quân Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy, phát triển và áp dụng khai thác các công nghệ này. Quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành thử nghiệm các mô hình vũ khí laser, ví dụ như hệ thống LOSS có công suất 30 kW trên vịnh Ba Tư. Một trong hai hệ thống laser mới được hãng Lockheed phát triển sẽ được bố trí trên tàu khu trục Alley Burke Class loại còn lại sẽ được chuyển đến khu thử nghiệm hòa tiễn. Để sản xuất loại laser năng suất cao, có khả năng tích tụ quang năng triệt hạ các mục tiêu trong phạm vi vài km, Lockheed đã sử dụng kỹ thuật tích tụ ánh sáng. Kỹ thuật này giúp tích hợp các chùm ánh sáng, có các bước sóng khác nhau lại cùng nhau. Công ty lần đầu kết hợp những chùm sáng có năng lượng 300W từ 96 lasers để tạo ra luồng sáng đồng nhất có năng lượng 30 kW. Sau đó, hãng đã chế tạo một phiên bản có công suất 60 kW và giao cho Bộ Tư lệnh Phòng không chống hỏa tiễn lục quân Hoa Kỳ ở Huntsville, Alabama để lắp lên một tàu quân sự. Năm 2017, Lockheed cũng ký một hợp đồng chế tạo vũ khí laser thử nghiệm trên máy bay. Giờ đây, họ sẽ chế tạo thêm hai hệ thống laser mới cho Hải quân Hoa Kỳ mỗi hệ thống đều được tinh chỉnh khác nhau để sử dụng trong những không gian khác nhau và đáp ứng những yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, Apple cho hay những hệ thống này sẽ còn được cải tiến trong tương lai. Tập đoàn Huntington Ingalls cho biết tàu USS John F. Kennedy thế hệ thứ hai của Hải quân Hoa Kỳ đã hoàn thành 70%. Như chiếc Gerald R. Ford đầu tiên, Kennedy cũng được chế tạo bằng kỹ thuật module. Bên trong con tàu gồm các phần nhỏ được hàng ghép thành khối lớn. Cập nhật mới nhất được đưa ra hồi đầu tháng này cho thấy hình ảnh các nhân viên đóng tàu của xưởng Huntington Ingalls đang dùng cần cẩu cỡ lớn hạ phần thân nặng 888 tấn xuống phần giữa tàu USS John F. Kennedy đang được chế tạo. Mike Buckler, điều khiển việc đóng tàu Kennedy cho biết có thể mất thêm 18 tháng để hoàn thành con tàu Tàu USS John F Kennedy được khởi công vào tháng 2 năm 2011 trong buổi khởi công cắt thép đầu tiên tại Newport News. Con tàu được cho biết đã hoàn thành 50% hồi tháng 8 năm 2015. Ông Butler chia sẻ, ông rất hài lòng với tiến độ đóng tàu và cho biết Kennedy có thể hạ thủy vào năm 2020. Giống như Ford, Kennedy có một số chức năng nổi bật bao gồm hệ thống vận hành mới giúp tàu có thể tăng số lượng máy bay cất và hạ cánh, giảm khối lượng công việc do con người thực hiện và tăng khả năng sống sót trước những mối đe dọa. Ford hiện đã được bàn giao cho Hải quân Hoa Kỳ với chi phí 12.9 tỷ đô la, cao hơn 23% so với ước tính. Hồi tháng 8, hãng Huntington Ingalls cũng đã khởi công bắt tay vào chế tạo con tàu Ford thế hệ 3, The USS Enterprise. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngừng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc ra mắt việc Washington DC Radio, Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ Bảy 17 tháng 3 2018 tại nhà hàng Thần Tài 6249 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22044. Sự hiện diện của quý vị là một vinh dự lớn và còn là một khích lệ cho các anh chị cộng tác viên, thiện nguyện viên và những ai yêu chuộng truyền thông. Vé ủng hộ 35 Mỹ Kim Mọi chi tiết xin liên lạc Võ Thành Nhân 703-257-4896 hay Nam Anh 202-999-6075 Trân trọng kính mời